hỏi là làm sao về in A5 lên ghép hai trang thành một cái trang A4. Bây giờ tôi sẽ ví dụ cho các bạn để biết cách chúng ta xử lý trong tình huống này nhé. Giả sử chúng ta có dữ liệu ở đây là trang 1. Tôi sẽ cho dữ liệu lớn hơn tí xíu và chúng ta phải chắc rằng là chúng ta đang setup trang ở đây là trang A5. A5 được chưa nào? Chúng ta có trang A5 thì ở đây là tôi cho là trang 1. Và chúng ta sẽ control enter sang trang 2. Trang 2. Tôi có rất là nhiều trang. Trang 3. Trang 4. Trang 5. Trang 6. Ok, vậy chúng ta có tổng cộng là 6 trang. Được chưa nào? 6 trang và tôi sẽ bấm in Ctrl D. Đó, như vậy nếu mà chúng ta in bình thường ấy, thì nó sẽ in tất cả các trang nè và nó in lên cái khổ giấy là trang đứng của A5. Một trang trên một sheet. Bây giờ chúng ta đảo lại, chúng ta sẽ chọn là in trên khổ giấy A4. Khổ giấy A4 và hai trang trên một sheet, two page per sheet. Mình chọn đứng thì cái trang giấy của chúng ta nó vẫn là đứng. Chúng ta chọn print. Rồi, các bạn chọn là test. Ok. Đây, như vậy các bạn thấy là chúng ta đã có được cái in ra trang 1, trang 2, trang 3, trang 4, trang 5, trang 6 và tổng cộng 6 trang trên khổ giấy của chúng ta là khổ giấy A4. Khổ giấy của chúng ta là khổ giấy A4. Được chưa nào? Thì cảm ơn các bạn. Tất cả những gì khó khăn chúng ta cũng có thể giải quyết. Xin cảm ơn.